chúng ta đã biết là bệnh lý tim mạch càng ngày càng chiếm tỷ lệ cao, phải nói là chiếm tỷ lệ cao nhất, cũng như là tỷ lệ tử vong cao nhất so với các bệnh lý tim mạch, tại sao so với các bệnh khác ở trong cộng đồng. Thế thì chẩn đoán bệnh tim mạch thì dựa vào cái gì? Dựa vào lâm sàng và xét nghiệm, và những cái xét nghiệm để cho chúng ta thường xuyên sử dụng đến chẩn đoán tim mạch gồm có cái gì? Có điện tâm đồ, có chụp tim phổi, có siêu âm tim và một số xét nghiệm đặc biệt khác. Thế thì chúng ta cũng thấy càng ngày thì cái vai trò của siêu âm tim trong chẩn đoán bệnh tim mạch rất là có giá trị. Không những nó chẩn đoán xác định bệnh mà nó còn có giúp cho vấn đề tiên lượng bệnh. Vì vậy cho nên rằng là y học phát triển nó làm cho những cái vấn đề siêu âm tim ứng dụng trong chẩn đoán bệnh được cải thiện rất là nhiều. Đầu tiên từ siêu âm TM1 đến siêu âm 2D, rồi siêu âm tim Doppler tim, siêu âm tim màu, rồi siêu âm tim 3D, siêu âm tim vô thực quản, siêu âm tim cảm âm, siêu âm tim gắng sức, vân 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 vân, rồi siêu âm tim trong lòng mạch, siêu âm tim trong buồng tim, rất nhiều những cái ứng dụng của siêu âm tim trên lâm sàng. Hôm nay thì tôi xin giới thiệu với anh các chị một cái siêu âm ứng dụng trong chẩn đoán lâm sàng bệnh tim mạch, đấy là siêu âm tim qua thực quản. Thế thì chúng ta biết siêu âm tim qua thực quản là một phương pháp thăm dò các cấu trúc của tim và một số mạch máu lớn trong trung thất, với đầu dò siêu âm được gắn vào ống nội soi mềm, rồi sông đặc biệt này được đưa vào trong lòng thực quản và dạ dày. Như vậy là siêu âm tim qua thực quản nó khác siêu âm thường ở điểm là không được cái đầu dò siêu âm nó được đưa vào trong lòng thực quản chứ không phải được ở ngoài thành ngực. Vì vậy cho nên nó có những một số cái chỉ định và chống chỉ định, bởi vì nó là một cái xét nghiệm bán sâm. Vì vậy cho nên là chúng ta có những chỉ định và chống chỉ định của nó. Thế và chúng ta cũng biết rồi là thực quản thì rất gần với tim và các mạch máu lớn trên siêu. Vì vậy cho nên siêu thực quản với rất nhiều mặt cắt, với đầu dò đa biểu diện, có thể xoay từ 0 đến 180 độ, cuốn theo các hướng cho phép thấy được gần hết cấu trúc của tim và các mạch máu lớn trong trung thất. Thế thì siêu tim qua thực quản được bắt đầu thực hiện và báo cáo lần đầu tiên bởi Sai và Gosling vào năm 1971. Và đến năm 76, Brazil cũng đã và cộng sự đã dùng đầu dò 3,5 MHz để cho hình ảnh TM của tim. Và dần dần siêu 2D và rồi siêu Doppler đều được đưa vào để ứng dụng trong siêu tim thực quản. Và gần đây thì siêu âm 3D cũng được đưa vào cho vào siêu thực quản để chẩn đoán bệnh lý tim mạch. Ở Việt Nam thì siêu tim thực quản được thực hiện lần đầu tiên vào năm 1997, và từ đó đến nay thì siêu tim thực quản càng ngày càng thể hiện cái vai trò chẩn đoán rất là tốt của nó để chẩn đoán cũng như tiên lượng bệnh lý của tim mạch. Vì là siêu tim thực quản là đầu dò siêu tim được gắn vào ống nội soi mềm để ống nội soi, và ống nội soi này được đưa vào trong lòng thực quản. Vì vậy cho nên nó có một số chỉ định. Ví dụ chỉ định là gì? Là tất cả các bệnh van tim và van nhân tạo, các bệnh lý của động mạch chủ ngực, tách thành động mạch chủ, vình động mạch chủ, xương động mạch chủ, rồi huyết khối trong các vùng tim và các mạch máu lớn, các khối u trong tim, bệnh tim bẩm sinh, đánh giá chức năng thất trái, theo dõi trong khi mổ như là sửa van hai lá, thay van, sửa bệnh cơ tim tắc kẽn và theo dõi trong quá trình can thiệp. Vậy nó vì là nó đưa vào trong thực quản cho nên nó cũng có một số chống chỉ định chúng ta phải hết sức lưu ý, và nếu chúng ta phải tuân thủ những việc này thì chúng ta làm siêu âm tim qua thực quản sẽ cho kết quả rất là tốt và không có tai biến gì. Cụ thể là chúng ta có chứng chỉ định tuyệt đối, đấy là gì? Các bệnh lý thực quản như là nghẽn này, hẹp thực quản, giãn thực quản, túi thừa thực quản, khối u thực quản, lỗ dò rách thủng thực quản, tắc hoặc đau khi đưa đầu dò thực quản và bệnh của sống cổ vân vân, đấy là những chỉ định tuyệt đối chúng ta phải lưu ý, không được dùng làm siêu thực quản cho những bệnh nhân bị mắc một trong những bệnh như vậy. Còn có chứng chỉ định tương đối, ví dụ như là bệnh nhân mới phẫu thuật thực quản, giãn kết mạc thực quản, xuất huyết dạ dày, suy tim giai đoạn cuối, tăng huyết áp nặng,
không điều chỉnh được bằng thuốc, hoặc bệnh nhân mới ăn no, bệnh nhân không hợp tác, không muốn làm theo dõi xương thực quản. Và đây là những chỉ tương đối, nếu mà chúng ta cẩn thận chúng ta cũng có thể làm được, nhưng mà nói chung là giai đoạn này chúng ta không nên làm. Thế và tôi xin nói là tại sao mà xương tim thông qua thực quản càng ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong chẩn đoán bệnh lý tim mạch, cũng như là trong ứng dụng trong điều trị như can thiệp hay là phẫu thuật. Thì bởi vì thế này, đây là cái thực quản, thực quản bắt đầu từ cung răng xuống đến tận dạ dày. Thế thì về mặt liên quan của thực quản, nó thực quản là ống cơ thì dài từ 23 đến 28 cm ở người lớn và đường kính từ 50m đến 26m nối liền vùng hầu họng với dạ dày. Và cái mối liên quan giữa thực quản với các cơ quan khác như thế nào thì chúng ta thấy đây, đây là thực quản. Và thực quản nằm ở đâu? Nó nằm ở đằng sau của quả tim đây, quả tim đây, và nằm đằng trước ở đâu? Ở cái động mạch chủ xuống. Nó nằm giữa động mạch chủ xuống và tim, và như vậy là nó không, nó sát vào tim và sát vào thành động mạch chủ. Vì vậy cho nên nó sẽ cho hình ảnh rất là nét, nó không có cơ, không có tổ chức nào ở đây, vì vậy không có không khí, cho nên là những hình ảnh mà siêu tim của thực quản cho chúng ta sẽ rất là nét, không như là siêu tim ngoài ngoài thành ngực. Là chúng ta siêu tim ngoài thành ngực thì chúng ta phải qua một lớp da này, cái tổ chức dưới da này, thế rồi cân cơ này, thậm chí là phổi này, rồi là xương sườn, tất cả những cái đấy nó làm cho hình ảnh siêu tim qua thành ngực của chúng ta sẽ không được nét như là siêu tim qua thực quản. Thế thì trước khi làm siêu tim qua thực quản thì chúng ta phải có sự chuẩn bị bệnh nhân, chứ không như siêu tim thường. Siêu tim qua thành ngực thì chúng ta không cần chuẩn bị bệnh nhân gì cả, mà lúc nào chúng ta có thể làm. Một bệnh nhân có thể làm 5-10 lần trong một ngày cũng được, nhưng mà đối với siêu tim qua thực quản thì vì là ống sông đưa vào trong thực quản, cho nên là chúng ta phải có sự chuẩn bị bệnh nhân. Chuẩn bị bệnh nhân của chúng ta đây là gì? Chúng ta phải, bệnh nhân phải được nhịn ăn và uống 4 giờ trước khi làm siêu tim thực quản và 2 giờ sau khi làm siêu tim thực quản. Tại sao lại như vậy? Bởi vì chúng ta nhịn ăn 4 giờ trước đây để là chúng ta tiêu thức ăn ở trong dạ dày. Khi đầu dò siêu âm tim mà vào đến dạ dày thì nó không kích thích và không gây nôn, không có hội chứng trào ngược nguy hiểm cho bệnh nhân. Thế tại sao lại phải nhịn ăn 2 giờ sau khi làm siêu tim qua thực quản? Bởi vì trong quá trình làm siêu tim qua thực quản thì chúng ta sẽ phải gây tê họng cho bệnh nhân. Và nếu mà khi chúng ta làm xong rồi mà cái tác dụng của thuốc gây tê vẫn còn, mà chúng ta cho bệnh nhân uống nước hay ăn nó sẽ sặc, rất là nguy hiểm. Và chúng ta phải gì? Giải thích cho bệnh nhân trước khi làm siêu tim thực quản ích lợi của siêu âm thực quản như thế nào, và cần phải chú ý cái gì, giải thích trước cho bệnh nhân. Nếu bệnh nhân có răng dại, chúng ta phải tháo rời răng dại. Bệnh nhân phải nằm nghiêng trái, đầu cao và hơi gập, và chúng ta có thể đặt đường truyền tĩnh mạch nếu bệnh nhân có huyết động không ổn định. Kích thích cần phải tiền mê, và bệnh nhân khó chịu làm siêu tim cản âm thì chúng ta sẽ đặt đường truyền tĩnh mạch. Ở bệnh nhân mà chúng ta có thể cho bệnh nhân kháng sinh phòng với nội tương mạc nhiễm khuẩn ở những bệnh nhân có nguy cơ cao, nguy cơ cao như là tiền sử với nội tương mạc nhiễm khuẩn hay là van tim tạng, chúng ta có thể cho kháng sinh dự phòng. Chúng ta sẽ gây tê họng cho bệnh nhân, chúng ta có thể tiền mê nếu bệnh nhân kích thích, và chúng ta phải chú ý theo dõi bệnh nhân về ý thức, tình trạng tiếp xúc bọt, nhịp thở, nhịp tim huyết áp trong suốt quá trình chúng ta làm siêu tim qua thực quản. Và chúng ta cũng không quên, để tránh những cái tai biến có thể xảy ra thì chúng ta cũng không quên chuẩn bị thuốc và trang bị y tế, ví dụ như là thuốc như atropin, epinephrin, rồi lidocaine, rồi midazolam, vân vân, dụng cụ đặt nội khí quản, rồi máy hút đờm này, rồi oxy này, máy theo dõi SpO2, máy theo dõi huyết áp, rồi máy điện tim, vân vân. Thế và chúng ta cũng phải quan tâm đến cái đầu dò các hình diện. Thì chúng ta hiện nay ở viện tim mạch cũng như các những cái trung tâm lớn, tim mạch lớn ở Việt Nam thì chúng ta có đầu dò đa hình diện. Đầu dò này thì có thể xoay từ 0 đến 180 độ và uốn theo bốn hướng trái phải trước sau. Đầu dò này được sử dụng từ năm 1992
cho đến nay vẫn tỏ rõ tính ưu việt của nó. Nhưng mà hiện nay từ năm 2008 thì là trên thế giới, đặc biệt ở Mỹ, người ta đã dùng được cái đầu dò có thể xoay từ 0 đến 360 độ, chứ không phải 0 đến 180 độ. Nhưng dù sao chúng ta đầu dò xoay này chúng ta cũng dùng rất là tốt ở trên lâm sàng. Đây là cái hình ảnh đầu dò của siêu âm tim được gắn vào ống nội soi mềm, ống nội soi mềm này. Và ống nội soi này thì chúng ta có cái bộ phận để gắn vào máy siêu âm tim, có bộ phận để chúng ta điều chỉnh cái đầu dò gập quay phải quay trái xoay từ 0 đến 180 độ. Đây là bộ phận để chúng ta di chuyển đầu dò. Thế và chúng ta để ý là cái sông này rất là dài, nó khoảng 75 mm, nhưng thực đấy là vì là ở cái đầu dò này sản xuất ở châu Âu, mà người châu Âu thì người ta cao, cho nên là cái sông này nó dài cho phù hợp người châu Âu. Còn người Việt Nam mình thì nó thấp, nhỏ hơn, vì vậy cho nên là cái đầu dò này, cái sông này nó hơi dài hơn so với người Việt Nam mình. Vì vậy cho nên khi chúng ta làm, chúng ta phải chú ý, chúng ta đừng đưa hết cái ống sông vào, nó sẽ thành ra cuộn ở trong lòng dạ dày và chúng ta sẽ không nhìn thấy hình ảnh của siêu âm tim. Mà chúng ta phải, khi chúng ta đưa đầu dò ống sông vào, chúng ta phải vừa đưa vào vừa nhìn mặt cách trên hình ảnh siêu âm tim để chúng ta ước lượng được cái khoảng cái vị trí nào cho nó thích hợp để thăm dò các cấu trúc của tim. Chứ chúng ta đừng có quá đưa quá sâu cái đầu dò vào trong thực quản bệnh nhân, dễ có tình trạng là quặn cái đầu dò ở trong dạ dày bệnh nhân. Thế thì tiến hành siêu tim thực quản của chúng ta thì có hai phương pháp và để đưa đầu dò vào cho bệnh nhân. Phương pháp thứ nhất thì là chúng có hai phương pháp. Phương pháp thứ nhất là chúng ta đặt chốt hàm răng vào miệng bệnh nhân, sau đấy yêu cầu bệnh nhân cắn nhẹ vào chốt này và đưa đầu dò qua chốt hàm răng, đẩy xong đầu dò vào thực quản theo đường nước của bệnh nhân. Đấy là phương pháp thứ nhất. Và phương pháp này thì ở trên thế giới thì người ta sử dụng rất là nhiều. Thế và nó hầu hết bác sĩ là thường hay sử dụng cái phương pháp này. Thế còn mặt khác thì chúng ta còn có phương pháp thứ hai. Phương pháp thứ hai là gì? Là chốt hàm răng thì được lồng vào trong sông đầu dò trước, sau đấy thì ngón trỏ và ngón giữa tay trái đưa vào ngã ba của họ, và tay phải đẩy đầu dò vào theo ngón tay trái. Khi đầu dò đến ngã ba của họ thì yêu cầu bệnh nhân nuốt, đồng thời tay phải đẩy nhẹ đầu dò xuống vào thực quản. Thế thì cái phương pháp này thì nó hơi nguy hiểm một chút, là cái người đẩy thuốc sẽ đưa một tay thì cầm đầu dò đưa vào trong đẩy vào trong cổ họng bệnh nhân, còn một tay thì người ta đẩy cái ngón tay của người đẩy thuốc vào ngã ba của họ, làm như là một cái chỉ đường. Thế thì người ta sợ là nếu mà đưa ngón tay vào như vậy thì rất là dễ là làm cho sợ là bệnh nhân cắn vào tay của người đẩy thuốc thì không hay, cho nên là người ta cũng ít khi người ta sử dụng đến phương pháp thứ hai. Nhưng về cá nhân tôi thì tôi lại chỉ dùng phương pháp thứ hai chứ tôi không dùng phương pháp thứ nhất, bởi vì phương pháp thứ hai này mình có thể hoàn toàn chủ động cái việc đưa đầu dò vào ngã ba vào bệnh nhân, mà không phải quá phụ thuộc vào bệnh nhân. Quá phụ thuộc bệnh nhân ở đây là gì? Có nghĩa là cứ phải bảo bệnh nhân nuốt thì khi bệnh nhân nuốt thì mình mới đẩy cái đầu dò xương vào. Nhưng mà ví dụ như ở phương pháp thứ nhất, nếu mà bệnh nhân mà người ta không hợp tác với mình bảo ta nuốt người ta lại không nuốt thì như vậy là rất là khó khăn đưa vào. Thế vì vậy cho nên là bản thân tôi, cá nhân tôi thì tôi làm rất nhiều hàng nghìn bệnh nhân, tôi cũng không, tôi thích làm phương pháp thứ hai hơn để mình chủ động trong việc đưa đầu dò vào trong thực quản bệnh nhân. Thế còn ở những bệnh nhân tỉnh là như vậy, còn bệnh nhân hôn mê thì như thế nào? Bệnh nhân hôn mê thì nếu bệnh nhân hôn mê thì mà đang thở máy thì đưa đầu dò thực quản bệnh nhân rất là dễ dàng, bởi vì chúng ta nếu bệnh nhân thở máy có nghĩa là đã có ống nội khí quản ở trong thực khí quản bệnh nhân rồi, cho nên còn lại ở thực quản thì chúng ta đưa ống sông vào rất là dễ dàng. Còn nếu bệnh nhân mà không thở máy thì cũng đưa đầu dò theo một trong hai cách mà tôi vừa nói ở trên. Đây là hình ảnh minh họa, đây là người thầy thuốc, và đây là người phụ cho người thầy thuốc. Còn đây thầy thuốc đây, một tay thì mình điều chỉnh cái đầu dò, còn một tay thì mình sẽ gì ạ,
mình sẽ cầm cái ống tiêu sông để đưa vào trong hầu họng bệnh nhân. Bệnh nhân này nằm nghiêng và cái chốt cắn, một cô phụ tá sẽ giúp giữ cái chốt cắn ở trong miệng bệnh nhân để chúng ta đưa đầu dò vào trong họng bệnh nhân nó dễ dàng. Đây là chúng ta xem cái đây chính là tay của người thầy thuốc đấy, đưa đầu dò vào trong trong hầu họng bệnh nhân. Đấy là chúng ta đang đưa đầu dò vào đây. Còn đây là cái chốt cắn, bệnh nhân cắn vào đây để cho nó không cắn vào cái ống đầu sông, cái sông dạ dày, sông dạ dày của mình thì nó sẽ không ảnh hưởng đến cái sông này. Đây cũng là một hình ảnh minh họa mà cái đầu sông bây giờ nó đã đi đến tận xuống dưới này rồi, đấy xuống dưới tận đây đấy. Đây là trùng tia xương để qua cái qua tim để chúng ta thăm dò các cấu trúc của tim và các mạch máu lớn. Đây là hình ảnh siêu tim chúng ta lấy được mắt được. Thế thì chúng ta sẽ chú ý là chúng ta quy định chúng ta thăm dò cái xương tim của bạn như thế nào. Chúng ta có thể bắt đầu vào các mặt cắt từ trên xuống dưới, có nghĩa là mặt cắt ở phần cao thực quản rồi đến mặt cắt ngang qua dạ dày, hoặc là chúng ta có thể là bắt đầu vào mặt cắt từ dưới lên trên, có nghĩa là từ mặt cắt ngang qua dạ dày cho đến mặt cắt ở phần cao thực quản, hoặc là chúng ta cũng có thể là bắt đầu từ mặt cắt dễ dàng tìm tổn thương luôn. Nếu bệnh nhân này chúng ta nghi ngờ là cái tổn thương ở đâu thì chúng ta đưa hạt đầu sông vào đúng cái vị trí đấy thì chúng ta thăm dò trước khi chúng ta xem những cái phần khác. Cái quy ước trình bày hình ảnh siêu tim và thực quản như thế nào thì chúng ta nhớ rằng là các buồng tim trái thì theo quy ước ở bên phải màn hình, các buồng tim phải thì ở bên trái màn hình. Thế và các buồng tim trái thì được thấy rõ khi quay đầu sông ngược chiều kim đồng hồ, còn các buồng tim phải hiện rõ khi xoay đầu sông theo chiều kim đồng hồ. Chúng ta chú ý như vậy. Và các cấu trúc phía sau được nhìn rõ ở trên cao hoặc về bên trái màn hình. Các cấu trúc phía trước thì được nhìn thấy ở dưới thấp hoặc về bên phải màn hình. Chúng ta tóm lại chúng ta thấy gì? Là hình ảnh của siêu tim qua thực quản thì ngược với hình ảnh của siêu âm tim thành ngực. Bởi vì siêu tim qua thành ngực thì đầu dò để phía trước, còn siêu tim qua thực quản thì thực quản nằm phía sau tim, cho nên đầu dò ở phía sau tim, cho nên hình ảnh của siêu tim qua thực quản và siêu tim qua thành ngực nó ngược nhau. Thì chúng ta lưu ý một chút. Đây là các mặt cắt cơ bản của siêu tim qua thực quản. Thứ nhất là các mặt cắt qua dạ dày tim trái thì chúng ta thấy rằng đây là đầu dò sâu. Và chúng ta mà cắt qua dạ dày tim trái này thì chúng ta sẽ thấy gì? Chúng ta tùy vị trí của cái đầu dò xương từ 0 cho đến bao nhiêu? 130 độ. Mà chúng ta có các mặt cắt tương ứng như sau. Đây là vị trí 0 độ thì chúng ta thấy được là thất phải trái, toàn bộ thất trái và thất phải, hai cơ nhú của thất trái. Nếu mà đầu dò xương mà quay 120 đến 130 độ thì chúng ta sẽ thấy toàn bộ tim trái gồm có thất trái này, nhĩ trái này, van hai lá thì có lá trước và lá sau van hai lá, có dây chằng và có cột cơ van hai lá. Đồng thời chúng ta thấy được cả van động mạch chủ và chúng ta thấy được động mạch chủ lên. Ở cái mặt cắt này thì tương ứng với mặt cắt trục dọc ở trên siêu tim qua thành ngực. Thế còn đầu sông ở vị trí từ 90 đến 100 độ thì chúng ta sẽ thấy toàn bộ tim trái. Lúc này chúng ta sẽ không thấy được động mạch chủ nữa và không thấy van động mạch chủ, nhưng chúng ta thấy được toàn bộ tim trái ở đây là gì? Chúng ta thấy ở thận trái này, nhĩ trái này, van hai lá, lá trước và lá sau này, dây chằng của van hai lá này, hai cột cơ của van hai lá. Đồng thời có một cái gì? Ở cái mặt cắt này có một ý nghĩa rất là quan trọng là chúng ta thấy được cái tiểu nhĩ trái. Tiểu nhĩ trái ở đây chúng ta hay ở trên ở bệnh nhân tim chúng ta, nhất là bệnh nhân tim mà hay có huyết khối thì hay nằm ở vị trí này. Và ở vị trí này thì trên siêu tim qua thành ngực chúng ta thường hay bỏ sót. Vì vậy cho nên là ở siêu tim qua thực quản nó ưu việt, nó sẽ cho chúng ta thấy được huyết khối ở trong tiểu nhĩ trái. Mà huyết khối ở trong tiểu nhĩ trái
nó nếu có thì nó là chỉ chống chỉ định của rất nhiều cái thủ thuật can thiệp trên lâm sàng, ví dụ như là hạch hai lá mà nong ban, ví dụ như là can thiệp một ví dụ như bệnh nhân mà cần xuất viện chẳng hạn, điều trị rối loạn nhịp vậy mà có huyết khối trong bụng trái thì cũng không làm được, vân vân. Thế thì đầu dò xương ở vị trí 45 và 60 độ chúng ta cũng thấy được là hai thất và thất điểm, thất trái và thất phải. Ở những vị trí như thế này thì chúng ta đánh giá được rất là tốt cái chức năng của thất trái và xem được có rối loạn ở đầu vùng của thất trái hay không để gián tiếp biết được là bệnh nhân có suy động mạch vành ở cái mạch vành nào, chúng ta cũng có thể bắt được là ý nghĩa của nó như thế. Đây là mặt cắt trục dọc ở sâu trong dạ dày, thì chúng ta thấy rằng gì, chúng ta nhìn thấy gì, thất trái đây, nhĩ trái đây, thế và chúng ta thấy động mạch chủ lên đây và có van động mạch chủ, chúng ta có thể nhìn thấy đây là hình ảnh xương đấy, các van động chủ rất là đẹp, động mạch chủ lên đây, thất trái, nhĩ trái và van hai lá đây. Thế còn mặt ở mặt cắt qua dạ dày tim phải, mặt tim trái như vậy thì tim phải chúng ta thấy gì, tim phải chúng ta cũng nhờ vào cái xoay của cái xương đầu dò mà chúng ta có thể thấy được rất nhiều cái mặt cắt của tim phải, ví dụ ở vị trí không độ thì chúng ta thấy được thất trái và thất phải đấy, thấy rất là rõ. Thế còn ở vị trí xương mà lại ở 110-120 độ này thì chúng ta thấy được toàn bộ tim phải, toàn bộ tim phải đây là gì, nhĩ phải này, thất phải này, thế và có van ba lá, có di chằng của van ba lá và cơ nhú của van ba lá rất là rõ. Thế và đặc biệt là ở vị trí sông điện cực là 30 đến sông của sông thực quản mà ở vị trí 30-40 độ thì chúng ta đặc biệt chúng ta thấy được ba lá van ba lá, lá vắt và lá thành của van ba lá mà bình thường trên xương tim qua thành đường chúng ta không bao giờ thấy được ba lá van, chúng ta chỉ thấy được hai lá van thôi là lá thành và lá vắt trước, chứ không chúng ta không thể lá vắt và lá thành trước chứ không thấy được là thành sau, nhưng ở trên tim qua thực quản chúng ta thấy được ba lá van ba lá, thấy là tổn thương van ba lá mà ba lá van chúng ta nhìn rất là rõ. Thế và chúng ta cũng thấy được là những cái gì, chúng có ở vị trí từ 90-110 độ thì chúng ta có thể thấy được thất phải, nhĩ phải, tĩnh mạch chủ trên và động mạch chủ, đấy là các vị trí ở các vị trí và các vị trí xoay của đầu dò cho phép chúng ta thấy được các mặt cắt của tim phải ở mặt cắt qua dạ dày tim phải. Đây là hình ảnh siêu âm mặt cắt qua vùng tim phải, chúng ta thấy thất phải, van ba lá và nhĩ phải. Thế thì từ mặt cắt dạ dày thì chúng ta kéo cái xương dạ dày từ tim ở trong mặt cắt dạ dày, chúng ta kéo lên trên thì chúng ta sẽ thấy đây là mặt cắt ở phần cao, phần thấp của thực quản. Ở phần thấp thực quản thì chúng ta cũng tùy vào vị trí của ống xương xoay đi bao nhiêu độ thì chúng ta thấy được các hình ảnh siêu âm tương ứng. Ví dụ ở vị trí không độ thì chúng ta cũng thấy được là gì, nhĩ thất phải, nhĩ phải và một phần của thất trái. Ở xương đầu dò vị trí 120 độ thì chúng ta sẽ thấy được nhĩ trái, nhĩ phải và thất phải. Thế thì đặt van ba lá và tiểu nhĩ phải ở đây rất là đặc biệt đấy. Và ở cái vị trí này thì nó có ý nghĩa gì, chúng ta có thể thấy được huyết khối của tiểu nhĩ phải, chúng ta thấy được mức độ tổn thương của van ba lá, chúng ta thấy được cái gì, vắt liên nhĩ. Ở vắt liên nhĩ này rất có giá trị để chúng ta chẩn đoán tìm xem bệnh nhân có thông liên nhĩ hay không, thông liên nhĩ một lỗ hay là hai lỗ hay là nhiều lỗ đấy, vân vân, thì chúng ta thấy rất là rõ ở cái mặt cắt này. Thế và chúng ta ở xương mà ở vị trí 80-90 độ thì chúng ta cũng thấy được nhĩ trái, nhĩ phải, thất phải và đây là động mạch chủ. Thế và cũng thấy được vắt liên nhĩ, đúng không? Và ở vị trí 45-55 độ thì chúng ta cũng thấy được van ba lá, nhĩ phải, thất phải.
và những trái, và cũng thấy được cái bác kinh lý để chúng ta thăm dò cái tổn thương ở bác kinh lý có lỗ thủng hay không. Tiếp khi mà chúng ta tiếp tục chúng ta kéo xông hơi lên thì chúng ta có mặt cắt ở phần dưới và giữa của thực quản. Ở cái mặt cắt này thì tùy vào vị trí xoay của đầu giò mà chúng ta thấy được, thí dụ như thấy được nhĩ phải và nhĩ trái, và chúng ta nhìn thấy van với bác kinh nhĩ để tìm tổn thương của nhĩ. Thế và chúng ta có thể đặc biệt ở cái mặt cắt này rất là hay là chúng ta có thể thấy được tĩnh mạch chủ trên và tĩnh mạch dưới. Hai cái vị trí này rất là quan trọng đặt và chúng ta nhìn thấy được cách như thế này. Vị trí này rất quan trọng để chúng ta đo được g động mạch chủ trên, g động mạch chủ dưới ở bệnh nhân thông minh nhĩ, để chúng ta quyết định là cái vấn đề chúng ta thông minh nhĩ này chúng ta phải mổ hay là chúng ta can thiệp biết dùng. Đấy là cái đấy là rất là giá trị. Các mặt cắt khác đây cũng vậy, một cái hình ảnh là nhĩ phải nhĩ trái và gì ạ, bác kinh nhĩ và tĩnh mạch chủ trên thì chúng ta nhìn rất là rõ. Đây là chúng ta nhìn thấy tĩnh mạch chủ trên và tĩnh mạch chủ dưới rất là rõ, thì vân vân bao gồm hai cái tĩnh mạch chủ với nhĩ phải và nhĩ trái đây, bác kinh nhĩ đây. Thế và tiếp tục là chúng ta đưa kéo đầu sông tiếp tục lên cao thì chúng ta sẽ thấy được các mặt cắt ở phần giữa thực quản. Phần giữa thực quản thì tùy vào vị trí ống thông từ không cho đến 150 độ mà chúng ta thấy được rất là nhiều mặt cắt của tim. Ví dụ ở vị trí không độ thì chúng ta nhìn thấy rất là rõ bốn buồng tim gồm có nhĩ trái, thất trái, nhĩ phải và thất phải. Giữa nhĩ trái và thất trái có lá, có van hai lá, chúng ta nhìn thấy rõ van hai lá. Giữa nhĩ phải và thất phải có van ba lá, chúng ta sẽ thấy van ba lá ở đây. Và ở vị trí này chúng ta có thể dùng đốt le để chúng ta xem trinh áp quanh van hai lá như thế nào, trinh áp có van ba lá như thế nào để chúng ta đánh giá tình trạng của van ba lá và đánh giá xem áp tính được áp lực của phổi. Và ước tính qua cái hở ba lá cũng như là chúng ta xem được mức độ của hở van hai lá cũng như là hẹp van hai lá ở cái vị trí này rất là tốt. Thế còn ở khi chúng ta xoay ống sâu ở 120 độ 150 độ thì chúng ta sẽ nhìn thấy toàn bộ thất tim trái, bộ tim trái gồm có gì, có nhĩ trái này, có thất trái, có van hai lá, lá trước và lá sau, có dây chằng và có cột cơ. Ở đây thì chúng ta cũng thấy được cái van động mạch chủ và động mạch chủ lên, chúng ta có thể đánh giá được tổn thương van động mạch chủ luôn, và chúng ta thấy được một chút cái thất phải vị trí này. Thế còn ống sông ở vị trí 90 độ chẳng hạn thì chúng ta rất là hay là chúng ta cũng thấy được toàn bộ tim trái, và đặc biệt ở đây chúng ta thấy được cái tiểu nhĩ trái để chúng ta đánh giá tiểu nhĩ trái này có huyết khối hay không có huyết khối, và tình trạng của van của chúng ta có tốt hay không, van hay lá có tốt hay không. Thế và các thành tim trái vận động như thế nào, có bị tổn thương hay không, đấy là chúng ta cũng có thể nhận xét được. Và đây cũng ở vị trí 49-60 độ thì chúng ta cũng có thể thấy được toàn bộ hình ảnh bốn buồng tim rất là đẹp. Thế chúng ta lại có một cái mặt cắt tiếp là mặt cắt qua đường vào đường ra của thất phải. Để chúng ta thấy gì? Đây là van động mạch chủ gồm có ba lá van. Thế và chúng ta sẽ thấy có gì? Thấy có thất phải đây. Đấy. Thấy có gì đây? Nhĩ phải đây. Thế và nhĩ trái đây. Thì chúng ta có thể nhìn thấy rất là rõ. Thế và cái gì nữa? Và chúng ta thấy đây chính là gì? Van động mạch phổi đây. Chúng ta có thể thấy được van động mạch phổi. Đây là chính hình ảnh siêu âm tim. Còn ở các mặt cắt ở phần cao thực quản thì chúng ta thấy gì? Chúng ta có thể thấy động mạch phổi, đây là thân chung của động mạch phổi, thấy được gì? Nhĩ trái ở đây. Thế và nếu như là ở vị trí đầu giò mà ở 40 độ, góc 40 độ, góc quay 40 độ thì chúng ta sẽ thấy được động mạch
thân trung của bệnh phổi, động mạch phổi trái và động mạch phổi phải. Đấy, chúng ta nhìn thấy rất là rõ. Và đây là nhĩ trái, và đây là động mạch chủ và cái động mạch chủ. Thế và từ các mặt cách khác chúng ta cũng có thể thấy nhĩ trái, nhĩ phải, động mạch chủ, động mạch phổi phải, vân vân. Là đấy là những mặt cắt của trong quả cũng cho ta một số cái hình ảnh siêu tim rất là đẹp, và có thể từ đây có thể đánh giá được các tổn thương của van động mạch phổi, ví dụ như là có hẹp van động mạch phổi hay không, tình trạng van như thế nào, thế rồi là các nhánh động mạch phổi có bị hẹp hay không, thế rồi có phình có giãn không, vân 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 vân, là chúng ta có thể thấy được ở mặt cắt này. Thế thì ngoài ra qua đấy thì chúng ta sẽ từ đây chúng ta lại có thể xác định bốn tĩnh mạch phổi. Xác định bốn tĩnh mạch phổi, chúng ta biết rằng bốn tĩnh phổi rất quan trọng, đặc biệt là ở bệnh tim bẩm sinh rất là hay gặp tĩnh mạch phổi ở cả chỗ. Vì vậy cho nên là chúng ta phải xác định cái bốn tĩnh mạch phổi có về đúng chỗ không, có nghĩa là bốn tĩnh mạch phổi có đổ về nhĩ trái hay không. Nếu mà bất thường thì chúng ta phải đi tìm để chúng ta còn có phương pháp điều trị tốt nhất cho bệnh nhân. Khi chúng ta biết rằng cả bốn tĩnh mạch phổi có thể khảo sát được khi đầu dò ở phần cao của thực quản, và các tĩnh mạch phổi trên phải và trái thì nằm gần tiểu nhĩ, thường dễ thấy và dễ khảo sát nhất. Còn các tĩnh mạch phổi mà ở phía dưới thường khó thấy, tĩnh mạch phổi phổi dưới phải xác định khó hơn, và tĩnh mạch phổi dưới trái thì khó khảo sát nhất. Tuy nhiên, dù sao thì chúng ta cũng dựa vào cái mặt cắt này, chúng ta có thể xác định được bốn tĩnh mạch phổi. Nếu chúng ta hết lưu tâm thì chúng ta có thể hoàn toàn có thể thấy bốn tĩnh mạch phổi nó đổ về bất thường hay là bình thường. Chúng ta chú ý những cái vị trí, những cái mốc để chúng ta có thể xác định tĩnh mạch phổi như thế nào. Ví dụ như tĩnh mạch phổi ở trên trái thì nằm ở phía sau tiểu nhĩ trái. Có nghĩa là chúng ta xác định tiểu nhĩ trái thì từ tiểu nhĩ trái chúng ta lật ra phía sau một chút, chúng ta sẽ thấy được tĩnh mạch phổi trên trái. Tĩnh mạch phổi trên phải thì nằm phía sau tĩnh mạch chủ trên, thì chúng ta xác định tĩnh mạch chủ trên thì chúng ta sẽ xác định được tĩnh mạch phổi phải trên. Thế và tĩnh mạch phổi phải dưới trái và tĩnh mạch phổi dưới phải thì đổ thẳng góc với thành sau đi trái, thì chúng ta chú ý thành sau đi trái để chúng ta tìm được hai cái tĩnh mạch phổi này. Đây là mặt cắt phần cao thực quản và xoay đầu dò giúp tìm tĩnh mạch phổi. Ở cái mặt cắt phần cao thực quản này thì chúng ta chú ý thăm dò để tìm tĩnh mạch phổi, làm sao phát hiện ra được cả bốn tĩnh mạch phổi để chúng ta xem là bốn tĩnh phổi có đầy đủ hay không. Bốn tĩnh mạch phổi có đầy đủ hay không, hay là gì, hay là nó bị đổ lạc chỗ, chúng ta tìm đấy là bằng cách để chúng ta tìm các tĩnh mạch phổi. Còn ở vị trí các mặt cắt ở ngang qua van động mạch chủ thì chúng ta sẽ thấy thế nào? Thì ngang qua van động mạch chủ thì đặc biệt ở mặt cắt, nếu mà cái đầu dò xương với cái góc quay là từ từ các mặt cắt này, góc quay là 30 đến 55 độ hoặc là 60 đến 75 độ hay là 80-110 thì chúng ta nhìn thấy toàn bộ ba lá van của van động mạch chủ. Đây là một cái mặt cắt rất là có ý nghĩa để chúng ta đánh giá mức độ tổn thương của van động mạch chủ. Và ở đây chúng ta dễ dàng phát hiện ra van động mạch chủ có 2 lá van hay 3 lá van hay 4 lá van, thậm chí 5 lá van ở vị trí rất là đẹp này để chúng ta đánh giá xác định. Ngoài ra thì chúng ta đây là mặt cắt, chúng ta nhìn trực tiếp mặt ngang qua van động mạch chủ, và ở mặt cắt rộng thì chúng ta có thể thấy được là cái động mạch chủ lên, thì chúng ta xem là cái tổn thương van động chủ có liên quan đến mạch chủ lên không, nó có làm giãn động mạch chủ lên không, đây là mạch chủ lên đây, có giãn không, có hẹp không, rồi có những cái cựa mà gây ra hẹp van động mạch chủ không, vân vân. Thế và ngoài cái van động mạch chủ như thế này thì chúng ta thấy được van động mạch chủ rồi, chúng ta còn thấy được thất trái van hai lá nhĩ trái, vân vân đấy. Thế còn ở mặt cắt ngang thì chúng ta lại thấy được gì, thấy được van động mạch chủ cạnh nó là van động mạch phổi, và chúng ta có thể xem mức độ tổn thương van động mạch phổi và thân động mạch, thân trung động mạch phổi.
chúng ta cũng có thể thấy được thất phải, nhĩ phải có gan ba lá ở đây và nhĩ trái có bách liên nhĩ ở đây, ví dụ như vậy. Đấy là những cái mặt khác. Đặc biệt ở cái vị trí đầu sông 30-55 độ thì chúng ta còn thấy được cái tiểu nhĩ trái. Đấy là vị trí rất là đẹp để chúng ta từ tiểu nhĩ trái này mà chúng ta có thể tìm được, xác định xem là tiểu nhĩ trái này có huyết khối không, và từ tiểu nhĩ trái chúng ta có thể lần ra được cái tĩnh mạch phổi để nó đổ về nhĩ trái bình thường hay bất thường. Đấy là những cái mà chúng ta lưu ý. Ngoài khi mà chúng ta xác định tĩnh mạch phổi xong thì chúng ta lại chú ý đến xác định cái động mạch vành. Chúng ta biết rồi là động mạch vành thì có động mạch vành phải xuất phát từ xoang vành phải và động mạch vành trái xuất phát từ xoang vành trái. Vì vậy cho nên là chúng ta phải chú ý tìm ở đây xem là động mạch vành có xuất phát từ vị trí hay không, và có bất thường hay không, có đổ lạc chỗ hay không, có xuất phát lạc chỗ hay không, thế và có hẹp không, có giãn không, có phình không, vân vân, là chúng ta có thể tìm được ở đây. Thế thì chúng ta chú ý là lỗ xuất phát của động mạch vành trái ở ngay phía trên lá văn chiếc trái. Đấy, ngay phía trên lá văn chiếc trái biểu hiện như một vệt rỗng âm làm gián đoạn thành động mạch chủ. Đấy, chúng ta chú ý. Thế là lá có xoang ở bên trái đấy, là động mạch vành trái ở ngay trên nó. Thế và thân trung động mạch vành trái thì đi hướng về phía sau tiểu nhĩ trái. Chúng ta chú ý là thân trung động mạch vành trái thì đi hướng về phía sau tiểu nhĩ trái, rồi chia thành động mạch bách liên thất trước và động mạch ngũ. Chúng ta nhớ là cái động mạch vành trái này nó chỉ đi một đoạn ngắn khoảng 0.5 đến 1.5 cm là nó chia thành hai nhánh là nhánh động mạch bách liên thất trước và nhánh động mạch ngũ. Thì chúng ta cũng vậy, nếu chúng ta có thể quan sát được, chúng ta cố gắng quan sát xem chỗ chia nhánh của nó như thế nào. Thế còn động mạch vành phải thì thấy rõ hơn ở mặt cắt dọc qua gan động mạch chủ và động mạch chủ lên, xuất phát từ xoang van sang van phải đấy của van động mạch chủ. Thế thì chúng ta nhớ thì là từ cái xuất phát từ cái xoang van sang van phải của van động mạch chủ, cho nên là chúng ta từ cái vị trí này để chúng ta tìm xem cái động mạch phải xuất phát từ đúng vị trí không, có bình thường hay bất thường, là chúng ta lưu ý. Đây là cái cách để xác định cái động mạch vành trái. Thì chúng ta chú ý là giữa nhĩ trái, để chúng ta từ cái mặt cắt này để chúng ta qua cái động mạch ba lá van động chủ, để từ đây chúng ta sẽ dịch dần. Nếu chúng ta muốn xác định ngoài vành trái thì chúng ta sẽ chú ý cái lá của động có lá động vành trái đấy, có xoang vành trái đấy, thì chúng ta sẽ từ đây chúng ta sẽ lần ra để tìm ra cái động mạch vành trái, bắt đầu từ đây. Thế còn thì mặt cắt mà xác định động mạch vành phải thì chúng ta lại lấy ở cái mặt cắt là có gì, có động van động mạch chủ và động mạch chủ lên. Thế thì chúng ta sẽ thấy là từ cái vị trí của cái lá có động mạch vành, chúng ta sẽ xác định xem là cái chúng ta chú ý này, là cái động mạch vành phải thì xuất phát ở lá có xoang van sang van phải phía trên một chút ở vị trí đấy, thì chúng ta sẽ tìm cái xoang lá có động mạch vành phải thì chúng ta sẽ xem là cái lá mà có bên phải là van động mạch chủ mà có xoang bên phải, thì chúng ta từ đấy chúng ta sẽ xem được, tìm ra cái vị trí của động mạch vành phải. Đây là chúng ta chú ý ở bắt đầu là từ cái vị trí động mạch vị trí của cái mặt cắt là chúng ta thấy là đây là động mạch chủ đây. Thế và thành sợi chúng ta sẽ xem được phía động mạch vành phải, thì chúng ta đi dịch ra một chút chúng ta sẽ thấy được là động mạch phải đây, nhìn rất là đẹp, thì chúng ta thấy được cái lỗ xuất phát của nó như thế nào, và
như vậy thì nó có hẹp hay không, nó có phình, có tách, có giãn hay không, vân vân, chúng ta có thể xem được. Đây là một cái vị trí rất là đẹp để chúng ta tìm cái động mạch cành trái và động mạch cành phải. Ừ, từ xuất phát từ lá van của động mạch cành phải, và lá lá của động mạch trái thì chúng ta có thể thấy được cái động mạch cành trái ở cái vị trí này rất là đẹp, cành phải đây và động mạch trái đây. Thế thì vì siêu phim quần quản là đầu dò xương gắn vào cái ống nội xe mềm, và ống nội xe này đưa khoảng thực quản của bệnh nhân. Vì vậy cho nên chúng ta cũng có thể gặp các tai biến khi làm siêu tim của thực quản. Mặc dù rất hiếm gặp nhưng mà về mặt y văn thì họ vẫn nói đến tai biến, cho nên chúng tôi bắt buộc chúng tôi cũng phải nhắc nhở các chị là nó cũng có cái tai biến của nó, và tai biến của nó đi là cái gì để chúng ta lưu ý. Thứ nhất là biến chứng liên quan đến đầu dò. Biến chứng liên quan đầu dò là gì? Là không thể đưa được đầu dò thực quản. Đấy là cái hiển nhiên. Nếu chúng ta không thể đưa đầu dò thực quản thì chúng ta không thể thấy được những cái hình ảnh của siêu tim được. Và nhiệt độ bệnh nhân mà trên 39 độ thì nó làm cho đầu dò có hệ thống theo dõi nhiệt độ và tự ngắt hoạt động. Đấy, bệnh nhân mà sốt trên 39 độ thì cái đầu dò nó có cái bộ phận tự ngắt hoạt động thì chúng ta cũng không thể thấy được. Thì chúng ta chú ý bệnh nhân sốt cao quá chúng ta không làm được. Đầu dò mà cứng mà vận hành đầu dò không đúng cách gây tổn thương niêm mạc thực quản dạ dày. Đấy, cái đấy mà làm cho bệnh nhân đau và xây xước, cái đấy là chúng ta cũng lưu ý. Thế còn biến chứng liên quan đến quá trình làm thì chúng ta thấy cái gì? Là có thể thấy suy hô hấp do co thắt thanh quản. Đấy là một cái phản xạ tự nhiên của bệnh nhân thôi. Co thắt phế quản, rồi rối loạn nhịp như ngoại tâm thu nhĩ, ngoại tâm thu thấp, nhịp nhanh nhĩ, nhịp nhanh thấp vân vân, rồi tụt huyết áp hoặc là tăng huyết áp, hoặc là đau thắt ngực hay là chảy máu hay nhiễm trùng huyết. Tôi cũng phải nói là vì y văn người ta nói những cái biến chứng này, cho nên tôi cũng lưu ý để anh các chị chúng ta chú ý là có biến chứng như thế. Chứ còn trên thực tế ở viện tim mạch Việt Nam chúng tôi thì chúng tôi làm rất hàng nghìn ca siêu thực quản, nhưng chúng tôi chưa bị thất bại một ca nào, và chúng tôi cũng chưa gặp một ca nào mà có biến chứng như là y văn người ta nói. Đấy, để cho các chị thấy rằng là đừng ngại, siêu thực quản nghe có vẻ như là phức tạp, nhưng thực ra nếu chúng ta tuân thủ cái chỉ định, chứng chỉ định của nó thì chúng ta sẽ làm cái dễ dàng. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là sẽ không có một cái tai biến gì có thể xảy ra, cho nên chúng ta yên tâm. Thế thì nói là như vậy, thì vậy thì siêu âm tim mạch thực quản có giá trị gì trong chẩn đoán bệnh tim mạch? Thì thời gian không có nhiều, cho nên tôi sẽ nói lướt qua một số hình ảnh giá trị của siêu âm tim mạch thực quản trong chẩn đoán bệnh tim mạch, cũng như trong ứng dụng trong quá trình can thiệp điều trị phẫu thuật cho bệnh nhân. Thứ nhất là siêu âm tim mạch thực quản trong chẩn đoán bệnh tim mạch thì có cái gì? Trong bệnh tim mạch thì chúng ta đầu tiên là siêu âm tim mạch thực quản trong chẩn đoán bệnh tim. Bệnh tim của chúng ta đây là gì? Bệnh van tim, bệnh tim nhân tạo, van tim nhân tạo, bệnh tim bẩm sinh như thông minh nhĩ, thông minh thất, bệnh viêm nội tim mạc nhiễm khuẩn, ung tim, đánh giá chức năng thận trái. Đấy là trong bệnh tim. Thế và trong bệnh tim thì chúng ta có hẹp van hay lá, thì chúng ta thấy là ở bệnh nhân này chúng ta thấy được là bệnh nhân có tình trạng van hay lá dày vôi hóa đây. Đấy là bệnh nhân hẹp hay lá, và kèm theo lại có cả hộp hay lá kèm theo. Thế và chúng ta thấy được mà cách qua van hay lá, chúng ta thấy được van hay lá hẹp rất là nhiều, vôi hóa. Đấy, và bây giờ bệnh nhân mà đây là một tình trạng bệnh nhân hẹp van hay lá khít. Thế và chúng ta lưu ý là chúng ta ở cái mặt cắt, chúng ta mặt cắt ngang qua van đồng chủ này, chúng ta thấy được cái tiểu nhĩ trái. Ở đây thì chúng ta không thấy huyết khối trong tiểu nhĩ trái, nhưng chúng ta thấy ông quận tự nhiên rất là nhiều, mà ông quận này chính là tiền đề của huyết khối. Vì vậy nếu làm siêu tim qua thực quản mà thấy có ông quận là chúng ta phải cho thuốc chống đông để nó không hình thành huyết khối. Đây cũng là bệnh nhân hẹp hay lá thì chúng ta thấy gì?
làm siêu âm bình thường chúng ta không thấy mi trái, chúng ta thấy rất là trăng, không thấy âm quận. Nhưng khi chúng ta chuyển sang siêu âm tinh hoàn thực quản, chúng ta thấy âm quận rất là nhiều như là khói này. Và bệnh nhân này bắt buộc phải dùng chống đông để tránh hình thành các thủng huyết khối. Và đây là một bệnh nhân hẹp hay là khít, biên độ khoảng cách giai đoạn van rất là gì, rất là nhỏ. Thế và van, tình trạng van và dây chằng thì cũng dày. Và chúng ta có thể đo trên áp qua van hay lá trên siêu tim qua bình thực quản và đây là trên siêu tim qua bình lục. Đo trên áp qua van hay lá rồi đo diện tích van hay lá trên BFT ở trên siêu tim qua thực quản rất là dễ dàng. Đo diện tích van trên 2D rất là dễ dàng luôn. Đấy là hẹp hay lá. Còn đây hở van hay lá thì chúng ta cũng đánh giá được mức độ hở và tình trạng hở như thế nào. Thế là chúng ta đánh giá được cơ chế hở. Cơ chế hở của bệnh nhân là bệnh nhân có bị xa vọng hay là xa lá van hay lá vào trong cái trái hay không, hay là chúng ta dây chằng ngắn làm cho nó van hay lá gây có thể bị hở mà đây tình trạng đây là hở van hay lá đây. Đấy. Và do là dây chằng ở đây có vấn đề cũng như là cái vòng van hay lá này, à cái vòng van này có thể quá là lớn làm cho hở van hay lá. Cái vấn đề là xác định cái cơ chế hở van hay lá do tổn thương tại van, do dài dây chằng dài hở van hay là do giãn vòng van vân vân, rất là quan trọng chúng ta có thể đánh giá được. Đây là một hình ảnh, đây là xa van hay lá, đây hở van hay lá, đây là võng van hay lá, đây là cũng là gì có rút dây chằng van hay lá cũng gây ra hở van hay lá. Đây là cũng cho cái hình ảnh hở van hay lá, vùng của van hay lá, lá sau van hay lá. Thế là đây cũng là một hình ảnh mà chúng ta thấy được đứt dây chằng van hay lá. Đây là ấp 1 dây chằng đứt đấy. Đấy, rất là rõ trên siêu âm tim qua thực quản. Thế đây cũng là một hình ảnh mà đây là thủng lá trước của van hay lá, thủng rất là rõ, chúng ta nhìn rõ thủng đấy. Đây chúng ta thấy thủng lá van hay lá. Thế và đây là chúng ta thấy hình ảnh gì hở van hay lá do thoái hóa sơ chu của cái thoái nhảy của van hay lá, mà bằng cái này là trên siêu 3D thì chúng ta nhìn rất là đẹp và thấy hở van và do thoái hóa của van. Đây là hình ảnh hở van hay lá rất là nhiều, hở rất là nhiều lên tận trần mí trái đấy, cái hình màu hở van. Đây cũng là hình ảnh hở van hay lá chúng ta nhìn rất là đẹp. Đây cũng là cái hở van. Thế còn đây là chúng ta tìm huyết khối ở trong tim. Đây là một hình ảnh là gì, chúng ta tìm có huyết khối ở trong tim này ở bệnh nhân hay là huyết khối rất là đẹp. Đây cũng là một hình ảnh huyết khối và ở gần vị trí của tiểu nhĩ trái. Đây là chỗ gần miệng tiểu nhĩ trái, còn đây là huyết khối ở trong tiểu nhĩ trái mà siêu tim qua thì người chúng ta hay bị sót. Đây chúng ta nhìn thấy rất rõ. Đây cũng là hình ảnh huyết khối ở gì ạ, ở mí trái rất là đẹp. Đây cũng là hình ảnh huyết khối trong tiểu nhĩ trái chúng ta nhìn. Chúng ta đánh giá cái gì tổn thương qua đồi trụy thì chúng ta đánh giá tổn thương qua đồi trụy ở đây thì chúng ta xem đây là hình ảnh ba lá van đồi trụy bình thường rất là đẹp. Thế còn đây là hình ảnh hở van đồi trụy. Đây cũng là hình ảnh hở van đồi trụy trên siêu tim thực quản. Chúng ta có thể đánh giá được tình trạng hẹp van đồi trụy và chúng ta đo được cái sự trên áp coi như qua van đồi trụy rồi PFT qua hở phục hở trụy. Cái bệnh nhân này thì đây là ở đồi trụy, chúng ta có thể đo được cái diện tích van đồi trụy ở và cách ngang van đồi trụy. Van đồi trụy rất là hẹp vô hóa và trên áp qua van đồi trụy rất là cao, tối đa trên áp tối đa 111 và trung bình là 63. Đấy, đấy là bệnh nhân này trẻ hẹp trụy khít, diện tích van đồi trụy có 0,5 cho mét vuông. Chúng ta trong cái nội tiêu hóa vi khuẩn chúng ta có thể đánh giá được các tổn thương trong nội tiêu hóa vi khuẩn như sùi, áp xe, thủng van. Đây là một hình ảnh sùi của van đồi trụy đấy và sùi van hay lá đấy.
đây không chỉ sùn của văn hay là đây là sùn của văn, đây là văn hay là nhân tạng, và đây là sùn ở chân văn. Chúng ta thấy hình sùn rất đẹp, và đây là chúng ta thấy là đây văn của chủ, văn của chủ, và chúng ta thấy áp xe ở cạnh ta, cạnh ta đây áp xe, đây là văn của chủ đây. Chúng ta thấy là đây là hình ảnh mà cái gì là gì, viêm nội thủng lá van hay lá, do viêm nội thủng tiền thủng gây hở van hay lá thủng do viêm nội thủng mạc nhĩ khuẩn. Nên chúng ta thấy được hình ảnh áp xe cạnh van của chủ cơ học, cái van của chủ cơ học đây thì đây là áp xe cạnh van. Ở đây thì chúng ta lại thấy đây là có hình ảnh, đây là sông điện cực, và chúng ta thấy những sùi ở sông điện cực, và đặc biệt là chúng ta thấy có một huyết khối rất là lớn ở trong mồm của tim. Thế đây là một cái hình ảnh, đây là van hay lá, và chúng ta thấy do viêm nội tung mạc nhĩ trùng mà thấy có một cái hở mới, hở mới đây ở van hay lá. Đây là một trong những cái chỉ định là phải mổ sớm cho bệnh nhân viêm nội tung mạc nhĩ trùng khi mà có tổn thương cơ học như thế này. Đây là hình ảnh hở mới cạnh van hay lá cơ học. Khi mà có cạnh hở van hay lá cơ học thì chúng ta phải hết lưu ý, có thể là bục chỉ hay là có bị tổn thương, mà cái này chúng ta phải chú ý đánh giá mức độ hở, nếu mà nặng thì chúng ta phải cho đi mổ. Đối với nhân tạng thì chúng ta cũng nhìn trên siêu tim một quả thì rất là rõ van nhân tạng. Đây là van tạng lúc đóng và bây giờ lúc mở. Thế là đây là hình ảnh van sinh học. Đây là chia khi là văn cơ học, đây văn sinh học thì chúng ta thấy rất là sáng của vòng van, còn đây là lá van, đây là văn của chủ, hình ảnh văn của chủ sinh học. Và chúng ta thấy thì có huyết khối, chúng ta van này có huyết khối ở gì, à văn tim nhân tạng kèm huyết khối nhĩ tràng, đấy huyết khối, huyết khối nhĩ tràng, đây là văn nhân tạng. Đây là hình ảnh thoái hóa van ủ chủ sinh học. Van ủ sinh học thì nó là hình sinh học, cho nên không phải cơ học, cho nên có thể thoái hóa theo thời gian. Chúng ta có thể nhìn thấy hình ảnh, đây là hình ảnh thoái hóa van hay lá sinh học. À đây là cũng là một hình ảnh hòa hợp, mất hòa hợp van hay lá nhân tạng. Chúng ta thấy có hai dòng gì, hai dòng đốt đen qua van hay lá, đây là mất hòa hợp. Thế và đây là chúng ta thấy văn hai lá cơ học, và chúng ta thấy có hở trên văn này, đây là hình ảnh hở trên văn. Và chúng ta cũng có thể thấy văn của chủ, và chúng ta thấy gọi cái áp xe không ở cái gì, văn của chủ sinh học. Và đây là chúng ta nhìn thấy gì, là hình ảnh bung của cái văn của chủ nhân tạo do một mặt của chủ gọi bung là ra như này. Và cái bung này chắc chắn là gây hở rất là lớn, và đây là một trong những chỉ định mổ cấp cực kỳ. Đấy, chúng ta thấy bung văn bị chủ ra, thấy gây hở rất là nhiều. Đây là hình ảnh văn chủ hai lá van, và nhìn thấy hai lá van rất là rõ. Thầy kỳ đọc tâm trương, thì tâm thu văn mở. Chúng ta thấy hình ảnh, có thể đây là hình ảnh vỡ xong văn ra ra. Vỡ xong văn ra ra, đây văn bị chủ, đây là nhĩ phải vỡ xong văn ra ra và nhĩ phải. Thế còn thì chúng ta có thể chẩn đoán bệnh tim, và chúng ta đây là xuyên tim của quả trong chẩn đoán bệnh mạch máu. Mạch máu thì có cái gì, ví dụ như là chúng ta thấy được là đây là hình ảnh bình thường, bình thường đây là trục dọc, đấy đây trục ngang, chúng ta thấy là cái động mạch chủ rất là đẹp, tròn đẹp và bờ rất là nhẵn. Và chúng ta khi chúng ta thăm dò, chúng ta phải thăm dò cả cái động mạch chủ lên, động mạch chủ ngang, động mạch chủ xuống. Đây là hình ảnh tách thành động mạch chủ, chúng ta thấy lòng giả, lòng thật lòng giả đấy, và chúng ta thấy cái lỗ xì này, xì từ lòng thật vào lòng giả đấy. Đấy, chúng ta thấy lỗ xì này nhìn rất là rõ trên siêu tim của chúng ta. Đây chúng ta thấy mặt cắt trục ngang, lòng giả, lòng thật đây, và chúng ta thấy đây là mặt cắt trục dọc, đây là lòng thật lòng giả. Và chúng ta có thể xem cái trường hợp hình động mạch chủ lên, để chúng ta xem là
thấy được ngoài trục lên là giãn nhiều, và thường khi mà phình giãn ngoài trục lên hay có cái đầu trục kèm theo. Đây là phình động mạch chủ thì chúng ta thấy là cái phình đây, và đây là huyết khối bám vào trong cảnh. Đánh là nó thẳng như này, nó mềm mại cả này, chúng ta bị phình cái động mạch chủ và nó sẽ chứa máu ở đây là trở thành huyết khối. Đây là chúng ta cũng thấy có gì huyết khối trong thành động mạch chủ, đây khối động mạch chủ tại đường cốt động mạch chủ đường trong mang ra thì có huyết khối này. Và đây là chúng ta tìm hình ảnh sơ vữa của động mạch chủ, đây hình ảnh mà sơ vữa là thế rất là đẹp. Đây cũng là hình ảnh sơ vữa của động mạch chủ, đây hình ảnh. Thế còn đối với bẩm sinh thì chúng ta thấy có hình ảnh đây vị trí này, chúng ta thấy những mạch chủ trên chủ dưới nhĩ phải nhĩ trái, và đây các bên nhĩ có lỗ thủng, đây chính là thông minh nhĩ trong tim bẩm sinh, thông minh nhĩ của thông minh nhĩ. Đây là cái hình ảnh thấm lỗ cổ sụp, đấy là rất là đẹp trên sinh kim quan quả. Đây hình ảnh thông minh nhĩ đấy sân trái phải này, và lỗ thông minh nhĩ đây. Thế và chúng ta ứng dụng được siêu âm tim quản để chúng ta phối hợp cùng với điều trị là bít lỗ thông minh nhĩ bằng dụng cụ hay bằng dù, thì chúng ta có lỗ thông minh nhĩ đây, và siêu âm tim qua thực quản xác định được cái vị trí dù như là dù đây, bít lỗ thông minh nhĩ có đúng vị trí hay không và có còn sưng dù như không, thì siêu âm tim thực quản sẽ đánh giá được cái chuyện này. Đây là hình ảnh thông minh thất thần cơ, thông thất thần cơ tận ở dưới này, đây này, đây là sân trái phải, chúng ta nhìn rất là rõ. Đây là hình ảnh thông minh thất thần quanh màng, chúng ta thấy thông minh đây là ngoài chủ và cắt chủ ngang, chúng ta thấy ba bộ chủ đây, và đây là lỗ thông đây, là thông minh thất thần quanh màng. Trong u và chúng ta xem chú ý một chút về đây, đây là u nhảy trái, đấy. Thế là đây u nhảy. Cái khối u này ở trong bên trái đây, đây khối u đây, chúng ta nhìn rất rõ trên sinh kim thực quản. Đây là u này là ở van đa lại, này các bạn ở u nhảy trong bên tim trái tim phải, đấy khối nhảy di chuyển qua van đa lại. Đây là u nhảy của vị nhĩ trái thì chúng ta thấy di động rất là mạnh, cái khối u đây di động rất là mạnh. Và chúng ta cũng có thể thấy ung thư di căn xâm lấn vào mắt bên nhĩ chiếm toàn bộ nhĩ trái đây, ung thư. Đấy là chúng ta cũng đã thấy một khối ung thư rất là lớn và chiếm gần hết vùng nhĩ phải đây, ung thư chúng ta có thể thấy được trên siêu tim qua thực quản. Thế đây là siêu tim qua thực quản, chúng ta dùng chất cản âm, cái chất cản âm đây, chúng ta tiêm chất cản âm vào, chúng ta xem là có đường thông giữa nhĩ phải, nhĩ trái và nhĩ phải, và thông các đường tim chúng ta bơm vào phần âm vào, chúng ta đánh giá. Đây là vào phần âm đưa vào, đấy, nó có cả đường bên bên trái thì bỏ đi vào, còn phần âm đi vào nhĩ trái và tĩnh mạch chủ đổ vào nhĩ trái, do tĩnh mạch chủ đổ vào nhĩ trái. Nên bất thường đáng lẽ ra là khi chúng ta tiêm tĩnh bên tay trái thì bọt cản âm tĩnh mạch nền tay trái thì bọt cản âm thì phải đi vào bên tim phải thì đến tim trái, và do tĩnh mạch chủ đổ vào tim trái thì nhầm, chúng ta thấy là tĩnh mạch đổ vào chỗ, chúng ta thấy hình ảnh bất thường như này. Thì trong phẫu thuật thì như thế nào, thì chúng ta đánh giá chức năng trong quá trình làm phẫu thuật, chúng ta phải đánh giá chức năng của tim, chức năng thất trái. Và chúng ta áp dụng phương pháp sinh sơ để đánh giá chức năng thất trái, xem là phân suất đường máu của thất trái như thế nào, tốt hay không. Đây là các mặt cắt để chúng ta có thể thăm dò được cái mặt cắt qua dạ dày để chúng ta đánh giá được thất trái. Đây là ở chỗ chúng ta có thể nong quan hay lá qua da bằng cách là nhờ cái sinh dục quả để chúng ta đưa ống thông chọc qua bách liên nhĩ
qua từ nhĩ phải qua các đinh nhĩ vào nhĩ trái để xuống qua tay lá, để năm qua tay lá vào các đinh nhĩ. Thế và chúng ta đưa ba lô vào để chúng ta nâng cái ba tay lá lên. Đây là cái ba lô. Đây khi chúng ta nâng bơm căng cái bóng lên để chúng ta nâng ba tay lá. Đấy chưa? Chúng ta có thể sửa ba tay lá qua ra dưới hướng dẫn của sinh viên quân thực quản. Đây là sửa ban, đây là hình ảnh sửa ban hay là qua ra dưới hướng dẫn của sinh viên quân thực quản. Thế và gì ở đây chúng ta thấy là đây là các hình ảnh sửa ban hay là qua ra. Đây là hình của sinh ban đây, đây là sinh của hai bên. Thế và chúng ta thấy đây hình ảnh dụng cụ đưa vào để sửa ban nhé. Dụng cụ đưa vào để sửa ban. Đây là các hình ảnh để cho chúng ta nhìn thấy là cái kết quả sửa ban của chúng ta như thế nào. Chúng ta kẹp không hứt không? Là cái clip chúng ta kẹp có đúng vị trí hay không? Thì nhờ vào hình ảnh siêu âm của sinh viên của quả. Đấy, đây là kết quả cuối cùng là chúng ta clip của chúng ta cắt vào chỗ van hai lá, làm cho từ chỗ ở hai lá nhiều thì là chúng ta hạn chế mức độ sửa van hai lá qua ra. Tóm lại là rất có siêu tinh quân thực quản và qua một số hình ảnh minh họa như này để chúng ta thấy rằng là siêu tinh quân thực quản càng ngày càng được ứng dụng rất là rộng rãi để không những chẩn đoán bệnh lý tim mạch mà còn ứng dụng trong vấn đề điều trị như là can thiệp hay là phẫu thuật. Đấy là rất là quan trọng giúp cho trong vấn đề can thiệp bệnh nhân như là biết thông minh nhân nhĩ bằng dụng cụ này, bằng dù này, biết thông minh thất bằng dụng cụ này, thế rồi là năm quan hay lá bằng móng qua da, năm quan đường mạch phổi bằng móng qua da vân vân. Thế rồi là trong phẫu thuật thì xem đánh giá chức năng tim và đánh giá cái kết quả của cái phẫu thuật như là đánh giá sau khi chúng ta mổ thay van sửa van hay là vá nó không nên tương nghĩ thì siêu thực quản giúp đánh giá trong cái quá trình phẫu thuật cũng như đánh giá trong quá trình can thiệp. Thế thì rất là hy vọng rằng là chúng ta qua bài này thì chúng ta hiểu giá trị ứng dụng của siêu tim thực quản trong chẩn đoán bệnh lý tim mạch với mục đích chẩn đoán điều trị bệnh tim mạch, với mục đích cuối cùng chúng ta là làm cho cái bệnh chúng ta, giúp cho chúng ta chẩn đoán bệnh chính xác hơn, điều trị bệnh có hiệu quả hơn nhờ có vai trò của sinh viên thực quản. Xin chào.